Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Số 86. Chuyện thử thách giới đức. Tiền thân Silavi Mamsana. Giới được xem chí thiện. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể về một bà la môn thử thách giới đức. Vị này sống dựa vào vua Kosala, thọ ba quy y, giữ năm giới không sai phạm và thông suốt ba tập Vệ Đà. Vua nghĩ rằng đây là một người có giới đức và đối xử rất kính trọng. Vị bà la môn ấy suy nghĩ: vua kính trọng ta hơn các bà la môn khác và đặt ta vào địa vị đạo sư tối thượng, nhưng vua kính trọng ta là do thiền sanh, dòng họ, gia đình, quốc độ, nghề nghiệp thành đạt của ta, hay là do giới đức của ta? Ta hãy đem ra thử thách. Một hôm sau khi đi hầu vua, vị ấy trở về nhà và không hỏi ai, đã lấy một đồng tiền vàng tại quầy người giữ tiền. Người giữ tiền vì kính trọng vị bà la môn ngồi yên không nói gì. Ngày kế tiếp, người ấy lấy hai đồng tiền vàng, người giữ tiền vẫn chịu đựng như trước. Ngày thứ ba, người ấy lấy một nắm đồng tiền vàng, người giữ tiền hỏi: hôm nay là ngày thứ ba ông đánh cắp tài sản của vua. Rồi anh ta la lên ba lần: ta đã bắt được tên trộm tài sản của vua. Người ta chạy từ nhiều phía đến và nói: từ trước cho đến nay ông giả bộ có đức hạnh. Họ đánh người ấy hai ba đấm, trói lại và dắt đến trước vua. Lòng đầy phiền muộn, vua nói: này bà la môn, sao ông lại làm ác giới, ác hạnh như vậy? Hãy đem nó đi và xử tội theo lệnh ta. Vị bà la môn nói: thưa đại vương, tôi không phải là người ăn trộm. Vậy sao ông lại lấy đồng tiền vàng ở quầy người giữ gia sản của ta? Vì ngài đối xử với tôi rất bậc cung kính, nên tôi làm như vậy để thử xem ngài hết sức kính trọng tôi vì thiện sanh, vân vân của tôi, hay là vì giới đức. Nay tôi được biết một cách chắc chắn rằng vì giới đức mà ngài đối xử với tôi rất kính trọng, chứ không phải do thiện sanh, vân vân. Do đó tôi kết luận, trong đời này giới là tối thượng, giới là đệ nhất. Tôi cũng biết rằng tôi không thể nào thành tựu giới này một cách tốt đẹp khi tôi còn sống trong nhà, thọ hưởng các dục lạc quế nhiễm. Hôm nay tôi sẽ đi đến Kỳ Viên và sẽ xin xuất gia với bậc đạo sư. Xin đại vương cho phép tôi xuất gia. Sau khi được vua chấp thuận, vị ấy đi đến Kỳ Viên. Các bạn bè thân quyến hội họp lại, không thể ngăn chặn vị ấy được, nên đi trở về. Vị ấy đi đến bậc đạo sư xin phép xuất gia. Sau khi được xuất gia và thọ đại giới, với sự tu hành không ngừng nghỉ, tăng trưởng thiền quán, vị ấy chứng quả A-la-hán, rồi đi đến bậc đạo sư và nói lên chánh trí của mình: bạch Thế Tôn, con xuất gia đã được quả tối thượng này. Lời tuyên bố về chánh trí của vị ấy được chúng tỷ kheo biết đến. Một hôm tại chánh pháp đường, các tỷ kheo ngồi họp tán thán công đức của vị ấy như sau: thưa các hiền giả, vị này là bà la môn hầu cận của vua, muốn thử thách giới đức của mình rồi từ giả nhà vua và xuất gia, cuối cùng chứng quả a la hán. Bậc đạo sư đến và hỏi: này các tỷ kheo, nay các ông đang ngồi bàn luận câu chuyện gì? Khi được nghe câu chuyện ấy, bậc đạo sư nói: này các tỷ kheo, không phải chỉ nay người bà la môn này, sau khi thử thách giới đức của mình, đã xuất gia và đã đạt được giải thoát cho mình. Thuở xưa các bậc thiền trí, sau khi thử thách giới đức của mình, cũng đã xuất gia và đạt được giải thoát cho mình. Nói xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh làm một người bà la môn chuyên lo tế tự, thiên về bố thí, hướng đến giới đức, giữ năm giới rất tinh tấn. Vua đối xử với bà la môn ấy rất đặc biệt, kính trọng hơn các bà la môn khác. Tất cả giống như câu chuyện trước. Sau khi bị trói và dắt đến nhà vua, giữa đường Bồ Tát gặp một số người dụ rắn đang trình diễn các trò chơi rắn. Họ nắm rắn ở đuôi, ở cổ và cuốn rắn quanh cổ họng. Thế vậy Bồ Tát nói: này các bạn thân, chớ nắm rắn này ở đuôi, chớ nắm rắn này ở cổ, chớ cuốn rắn quanh cổ họng. Rắn này sẽ cắn các bạn
và khiến các bạn mệnh chung. Các người dụ rắn nói: Này Bà La Môn, con rắn hổ giữ giới, theo chánh hành không có ác giới như ông. Vì ác giới và không chánh hành, ông thành kẻ trộm cướp, phá gia sản nhà vua, nay đã bị bắt và bị dẫn đi. Bồ Tát suy nghĩ: Ngay các con rắn khi chúng không cắn, không làm hại cũng được gọi là có giới đức, còn nói gì là loài người nữa. Giới trong đời này là tối thượng, không có gì cao hơn giới nữa. Rồi họ dắt Bồ Tát tới trước mặt vua. Vua hỏi: Người này là ai vậy? Đây là kẻ ăn trộm đã cướp phá gia sản của vua, vậy hãy xử tội nó theo lệnh nhà vua. Bồ Tát thưa: Thưa đại vương, tôi không phải là người ăn trộm. Vậy tại sao ngươi lại lấy những đồng tiền vàng? Tất cả được báo cáo giống cách thức ở trên. Bồ Tát nói: Do lý do này, tôi đi đến kết luận rằng trong đời này giới là tối thượng, giới là đệ nhất. Con rắn hổ do không cắn, không làm hại cũng được gọi là có giới đức. Giới là tối thượng, giới là tuyệt diệu. Tán thán giới như vậy, Bồ Tát nói lên bài kệ: Giới được xem chí thiện, giới vô thượng ở đời. Hãy xem con rắn độc, có giới không làm hại. Như vậy, Bồ Tát với bài kệ này thuyết pháp cho vua, rồi đoạn trừ các dục, xuất gia làm vị tiên nhân du sĩ, đi vào Hy Mã Lạp Sơn, chứng được 5 tháng trí và 8 thiền chứng. Về sau, được sanh lên cõi Phạm Thiên. Sau khi kể lại pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Thời ấy, hội chúng của vua là hội chúng Đức Phật, và vị Bà La Môn tế tự là ta vậy. Ha ha ha, 问什么的说呵。